Tin nóng, Hanny bị khán giả, người dân tát méo mồm, rụng ba răng cửa. Vâng, sáng hôm nay không biết vì lý do gì, vừa bước ra khỏi nhà, Hanny đã bị tác động vật lý vỡ mồm luôn nha quý vị. Đây cũng là thông tin cực kỳ thú vị, vì đây là những con người dơ bẩn suốt ngày đi vu khống xuyên tạc người khác, thì hôm nay đã bị tác động vật lý cho đến vỡ mồm, thì không biết là cái nhân vật tác động vật lý là ai, nhưng cũng vì lý do gì, nhưng mà Thùy Linh nghĩ rằng là sẽ có một số những cái thành phần lươn con, lươn trạch, lươn bẩn, báo bẩn, họ sẽ lên những cái đoạn video clip cho rằng, và cũng khẳng định rằng là do đó là do lính của bà Hằng hay là những anh em YouTube bên phe của bà Hằng đã có những hành vi hành hung đối với cô Hanny này. Thông tin mà Thùy Linh nhận được từ rất nhiều quý khán thính giả sáng nay đang có mặt tại nhà Hanny, thì khi đó là một người dân và không biết vì lý do gì, có những hiềm khích gì với cái cô nhà báo Hanny này, thì đã nói rằng là vừa mới sáng hôm nay thôi, khi mà cô Hanny này mới bước ra khỏi nhà thì đã bị tác động vật lý làm cho vỡ mồm rồi. Hiện tại thì các nhân vật này cùng với nhà báo Hanny đang làm việc tại công an phường, họ cũng đang điều tra làm rõ các hành vi vì lý do gì mà tác động vật lý vào cái cô Hanny này. Thì quý vị cũng biết rồi đó, thì vừa rồi cô Hanny này đã giật giải quán quân tại trường đua Đại Nam, và khi mà cô ta giật giải quán quân xong thì cùng với một nhân vật cũng giành giải quán quân, đó chính là anh Ớt Hiểm đã lên tiếng là trên những một số cái tờ báo vì cho rằng bà Hằng đã xúc phạm danh dự rồi nhân phẩm, rồi cô ta yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, họ đã hối thúc rất là dữ dội. Về phía công an điều tra tại công an tỉnh Bình Dương phải xử lý bà Phương Hằng với những hành vi vi phạm pháp luật, thì rõ ràng cái điều này thì chúng ta đã nhìn nhận ra từ rất lâu là những cái con người này là đã có những chiêu thức khi mà làm những cái lá đơn tố cáo khi hết thời hạn, người ta không giải quyết, không có đủ những yếu tố để mà cấu thành những tội phạm, thì họ lại tiếp tục dùng những cái chiêu trò này để mà có thể nói rằng là vu oan giáng họa cho bà Nguyễn Phương Hằng, để nói rằng bà này có những hành vi đe dọa giết người, cũng như họ hối thúc vào các cơ quan chức năng là công an tỉnh Bình Dương để mà xử lý. Nhưng mà vừa rồi cô chú anh chị cũng đã được biết nguồn thông tin trên. Những cái tờ báo thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã nói rằng hiện tại cơ quan chức năng họ vẫn đang điều tra, lấy thông tin và cho rằng những cái điều mà bà Nguyễn Phương Hằng làm chưa đủ những hành vi để cấu thành tội phạm. Vậy mà các nhân vật này vẫn lên thuê những cái tờ báo để dẫn dắt dư luận, thì rõ ràng đó là một trong những cái điều rất là bẩn. Và thậm chí thưa quý vị, có thể thấy rằng cơ quan cảnh sát điều tra khi mà họ điều tra ra cái điều gì đó thì họ phải điều tra hai hướng, lý do như thế nào, nguồn gốc của nguồn cơn sự việc như thế nào để họ xử lý, chứ đâu phải là họ chỉ nghe ngóng một luồng thông tin một bên để họ xử lý, hay là họ điều tra, họ là bắt bớ người này, bắt bớ người kia đâu, đúng không quý vị? Cho nên là đến ngày hôm nay thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương họ cũng đã nói rất là rõ, cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có đủ những bằng chứng, chứng cứ của việc làm bà Nguyễn Phương Hằng cấu thành những là hành vi tội phạm vi phạm pháp luật như những con lươn này nói. Nhưng mà một số những cái thành phần vẫn lên để dẫn dắt dư luận cho rằng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã lên tiếng, đang tiến hành chính thức sẽ điều tra, xử lý bà Nguyễn Phương Hằng. Điều tra thì nguyên nhân tại sao bà Nguyễn Phương Hằng làm như vậy. Bà Nguyễn Phương Hằng là một người đang làm những cái lá đơn tố cáo các nhà báo hai mặt này. Rõ ràng như vậy, họ luôn nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã xúc phạm đến những người này. Họ là nạn nhân, là những người đang tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì công an cũng đang điều tra, khi mà họ điều tra thì họ cũng sẽ tìm ra cái nguyên nhân, lý do vì sao bà Nguyễn Phương Hằng làm như vậy. Đó rõ ràng là hiện tại thì CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn là một người đang tố cáo các nhân vật này và cũng xem là nạn nhân của các nhân vật này khi không nhảy vào chửi bới người ta. Mặc dù những câu chuyện không liên quan đến mình, nó là một điều rất là rõ ràng. Còn nếu nói về cô Hằng dùng các tên nhân vật này để mà đặt tên cho chó là xúc phạm danh dự trong suốt những cái khoảng thời gian vừa qua, như các nhân vật như là Đinh Lăng, như là Vi Nổ hay là Hanny Ớt Hiểm dùng những cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng trên các trang Facebook, trên các nền tảng YouTube như là Đinh Lăng, Vi Nổ nói rằng là Hừng Nắng, rồi cho đến là Chịt Tina, rồi Khỉ Hai Hàng các thứ, rồi Cuồn Cuộn Con các kiểu. Vậy thì có phải là xúc phạm vào danh dự, nhân phẩm của người khác hay không?
rồi sau đó xúc phạm kể cả vào công ty cổ phần Đại Nam, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một công ty, một tập đoàn lớn như vậy, thì có phải là một hành vi vi phạm pháp luật hay không? Họ chỉ nói một điều là một chiều hướng của họ, nhưng mà họ lại không nói rằng suốt những khoảng thời gian vừa qua, khi mà CEO Nguyễn Phương Hằng cũng đã làm đơn tố cáo tố giác những nhân vật này, thì trong suốt những khoảng thời gian đó, họ cũng dùng những cái từ, ngôn từ xuyên tạc chỉ bới rất là thậm tệ, dùng tên của bà Hằng ra để chế ra những cái câu chuyện này, câu chuyện kia, chế qua chế lại, còn chế giễu và thậm chí cả công ty cổ phần Đại Nam, mà không chỉ một mình bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, mà trong đó có cả chú doanh nhân Huỳnh Uy Dũng nữa. Vừa rồi quý vị có thể thấy một số những cái kênh YouTube bên Lương Trạch đưa một cái nhân vật nào đó giấu mặt lên, không dám trở cái mặt mình lên để mà nói xúc phạm chú doanh nhân Huỳnh Uy Dũng là một người xạo ke. Nhưng mà khi mà họ nói chuyện thì họ không dám trường cái mặt lên, thì ngày hôm nay cô chú anh chị đã thấy đó là những điều ác thì thế nào cũng sẽ có quả báo và đã bị tác động vật lý rồi. Và Thùy Linh cũng tin rằng sau câu chuyện này thì họ lại sẽ tiếp tục lên dẫn dắt dư luận. Họ cho rằng là lính của cô Hằng gì đó thuê mướn họ và sẽ cài cắm vào một số những cái câu chuyện như vậy. Thùy Linh cũng không nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện khá là đơn giản. Cũng có rất nhiều cô chú anh chị đặt ra những cái nghi vấn liệu rằng đây có phải là một số những cái thành phần được thuê mướn hay không, hay là để dàn dựng một kịch bản nào đó nhằm vu oan giáng họa cho cô Hằng. Hiện tại thì theo thông tin mà Thùy Linh nhận được thì các nhân vật này hiện tại đang ở cơ quan chức năng phường An Phú Đông, quận 7. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả khi mà công an họ điều tra, làm việc thì cái nguồn thông tin chính xác như thế nào để mà có thể cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị những cái nguồn tin mới nhất liên quan đến cái sự việc này, để mà chúng ta tránh phải những cái trường hợp các nhân vật này dẫn dắt dư luận khi cho rằng lính của bà Hằng là tác động thật sự. Và quý vị có thể thấy trong câu chuyện drama này có rất nhiều những người bức xúc, người dân bức xúc với các nhân vật này khi mà viết lên những cái lời lẽ ngôn từ trên những cái tờ báo, thậm chí trên các nền tảng Facebook, YouTube là xuyên tạc, vu khống và kể cả là đến cả những cái việc làm thiện nguyện giúp đỡ cho người dân, thì từ đó khiến cho những cái sự phẫn nộ của những người dân xung quanh, họ bức xúc đến các nhân vật này, và khi họ không kiềm chế được thì đó là một trong những cái điều mà cũng rất là bình thường suốt khoảng thời gian vừa qua đó quý vị. Và khi họ đến và họ tác động vật lý thẳng cái mặt nhân vật Henny này thì trong đó cũng có một cái điều gì đó uẩn khuất trong cái đó, và chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng khi mà các nhân vật này lấy lời khai tại các cơ quan chức năng. Và Thùy Linh cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi đến cô chú anh chị liên quan tới sự việc này, liên quan tới nhân vật nào đã tác động vật lý vào với cô nhà báo Henny này, nên chúng ta hãy là cùng chờ xem những thông tin mới nhất về phía đối lập họ sẽ tiếp tục lên bài như thế nào đây. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay Thùy Linh xin gửi tới quý vị một thông tin quan trọng có liên quan đến việc làm từ thiện của anh nhà báo Nguyễn Ất Hiểm. Thì kính thưa quý vị, nếu như mà Thùy Linh nói không mà không cung cấp được các thông tin chứng từ thì có thể quý vị nói là bị đặt thông tin, chứ thực chất thì là Thùy Linh không biết cái chuyện gì. Ngày hôm nay chính thức là gửi đến quý vị tất cả những cái thông tin chứng từ, và chưa hết nữa trên trang Facebook cá nhân, và bây giờ nữa là trên các trang báo thì nó đã mất hết rồi nha. Họ đã gỡ xuống tất cả rồi và sẽ không bao giờ tìm thấy được những cái trang Facebook cá nhân của anh nhà báo Nguyễn Ất Hiểm kêu gọi từ thiện cũng đã từ lâu rồi. Bây giờ sau khi trả lời phỏng vấn trên các trang báo VOV kết tội quy chụp bà Nguyễn Phương Hằng về tội 331 thì ngay lập tức là xóa hết tất cả những cái thông tin chứng từ mà liên quan đến vấn đề kêu gọi từ thiện. Thì ngày hôm nay cho phép Thùy Linh xin gửi đến quý vị những thông tin, những hình ảnh này là nhà báo Nguyễn Ất Hiểm đã từng kêu gọi từ thiện. Nơi đâu cũng có hình bóng của anh Ất Hiểm, ở địa phương nào, ở chỗ nào cũng có một cái sự thiên tai lũ lụt hay là dịch bệnh gì đó, hay bất cứ cái trường hợp nào, hay nhà báo Ất Hiểm cũng kêu gọi tiền từ thiện. Và hình ảnh quý vị coi trên màn hình, nhưng mà cái đặc biệt nó là lạ ở đây là tại sao nơi nào cũng có mặt của anh nhà báo Ất Hiểm kêu gọi tiền từ thiện, nhưng mà đến khi sao kê lại không có cái tên của anh nhà báo Ất Hiểm đây. Quý vị thấy số tài khoản của nhà báo Nguyễn Đức Hiển không ạ? Rất là rõ rệt, và là Nguyễn Đức Hiển. Mọi thông tin giúp đỡ cho ân nhân là gửi về tài khoản của Nguyễn Đức Hiển, là tài khoản là 19020351928011, 11, quý vị thấy rất là rõ ràng đúng không ạ? Và số tài khoản ngân hàng này là tại ngân hàng Techcombank. Quý vị nhìn vô đây quý vị thấy hiểu rõ được là Nguyễn Đức Hiển nhiều lần kêu gọi từ thiện, và anh Nguyễn Thành Nhân, bạn bè thường gọi là Nhân Gù, bởi anh đã bị gù, tức là anh mới sinh ra. Anh là học sinh của trường An Phước, cuộc sống của anh và gia đình rất khó khăn. Người ta khó khăn mà ông đứng ở đây. Ông kêu gọi từ thiện mà ông không sao kê công khai minh bạch.
người ta khó khăn, ông lợi dụng những cái trường hợp gia đình khó khăn như thế này thì để ông trục lợi cho cái riêng, bản thân, cho cá nhân. Ông thì đây là một cái hành vi rất là mất đạo đức, không có nhân cách và không có tính chất của con người nha. Thì tiếp theo đó là một cái trang báo chính thống không phải là của riêng chỗ cái Facebook cá nhân nữa nha quý vị, là một số tài khoản của nhà báo Nguyễn Đức Hiển 08011 đó quý vị. Chỉ cần nhớ những cái số cuối thôi, 8011. Trên cả các trang báo, ở dưới bài đó có tên, ký tên là Nguyễn Đức Hiển. Mời bạn đọc giúp đỡ báo, thị trang xin gửi về là các số tài khoản, chủ tài khoản. Ở dưới là chủ tài khoản, kế tiếp là Nguyễn Đức Hiển, ngân hàng Techcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Là tài khoản xin ghi rõ gửi ai đó thì xin ghi vô là chuyển tài khoản vô đó nhà Đức Hiển. Lộng hành một khoảng thời gian dài, một tay chống trời nha quý vị. Và trong suốt cái hành trình 20 năm đi làm từ thiện, chính bản thân miệng nhà báo của anh Nguyễn Đức Hiển này đã nói: mình lên trang Facebook, mình kêu gọi từ thiện 20 năm trời, chứ không phải là người dân ở đây mà người ta bị đặt vu khống cho nhà báo Đức Hiển. Tại sao? Nơi đâu cũng có hình bóng của ông, luật pháp ở đâu? Quy định đâu? Có cho phép ông là người kêu gọi từ thiện đâu? Luật pháp không có cho phép hết, mà ông là một đảng viên thì ông phải làm gương, là một cái gương người mẫu cho người dân người ta noi theo. Đây là hình ảnh tiếp theo quý vị, rất là rõ rệt. 08011, bạn đọc hỗ trợ các hiệp sĩ và xin gửi về kêu gọi từ thiện hỗ trợ hiệp sĩ luôn. Rồi bà con lũ lụt ở miền Trung, rồi kêu gọi rất là nhiều người, ở đâu cũng có hình bóng, bóng dáng của anh nhà báo Nguyễn Đức Hiển kêu gọi tiền từ thiện. Ra sao quý vị thì kỳ kèo không sao kê. Ai là người cho phép cái ông Đức Hiển này, nhà báo Đức Hiển này đăng cái số tài khoản kêu gọi lên trang báo chính thống để kêu gọi tiền từ thiện nhằm nằm chay ì mà năm này qua tới tháng kia, để kể từ khi là đụng chạm đến doanh nhân là Nguyễn Phương Hằng thì tất cả những cái bài này hình như nó đã bay vào và lạn hết rồi nha quý vị. Trên cái trang Facebook cá nhân thì lo vào cắm đầu cắm cổ mà xóa tội nghiệp qua đi. Tại sao Facebook mà ngày nào cũng đăng thông tin lên đó để kêu gọi từ thiện? Từ thiện mà khi đụng chạm đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì xóa bài ngay lập tức, bỏ hết trơn, lạ phải không quý vị?